Có bát chim thì các bạn gì đây? Thêm ư và cộng với si kết tiêu. Ở đây cũng thế, có bát chim các bạn cũng thêm ư và các bạn đi với si kết tiêu gì cả. Nếu mà không có bát chim thì các bạn bỏ ư đi, các bạn chỉ đi với si kết tiêu hoặc là si kết tiêu gì cả. Bây giờ cũng tương tự hồi nãy it là gì đây? It kusut sumnita là đã đọc, it kusimnita là hành động đọc, đang đọc, đang diễn ra hành động ngay lúc bây giờ hiện tại mà. Còn tương lai sẽ đọc, đã, đang và sẽ nói về ngày mai. Ví dụ ngày mai sẽ đọc hoặc là lúc nữa tôi sẽ đọc. Các bạn nói tiếng Việt cũng thế, đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Thì ở đây cô có là itta. Bây giờ cô bỏ tà đi, cái này có bát chim, cô thêm vào ư và cộng với si kesei hoặc là si kesumnita, hoặc là cái thằng này sẽ đọc iku si kesumnita hoặc là iku si kesei. Còn muốn hỏi là cho dấu hỏi thôi, cũng tương tự như cái thằng khác. Rồi bây giờ cô có Iyakihata, cũng tương tự như thế. Iyakihata không có bát chim. Iyakihata này không có bát chim thì cô thêm gì đây? Iyakihata không có bát chim, chỉ thêm cái thằng này thôi. Bỏ tà đi và đi với Iyakihashiketsuyo hoặc là Hashiketsumita. Bây giờ cô có tính từ cũng thế, chột tà và nạp ư tà cũng chia như nhau. Bây giờ chột tà có bát chim thì đây, chột ư si kết sum ni tà. Nói với tính từ, chột tà này bỏ tà đi, có bát chim này, từ thứ ba, từ h này, bát chim h này, từ chột tà này thì là gì đây? Chột ư si kết sơ yo. Nạp bư tà không bắt chim thì là gì đây? Nạp bư si kết sơ yo. Sẽ xấu lắm đây, sẽ tốt đây, vâng vâng. Đó. Chỗ này động từ tính từ chia như nhau. Cô nhắc lại một lần nữa, nhớ không có isimnita hoặc là ic hoặc là imnita, imnika ở đây hết nha. Ở đây đang xét về động từ tính từ, cho nên động từ tính từ đuôi câu nó chia riêng, danh từ nó chia riêng. Bây giờ mình nói là học sinh và hát sen yêu hoặc là hát sen imnita hoặc là hát sen isimnita thì theo đuôi câu, chứ không có hát sen sumnita nha, hát sen sum ni cá hoặc là hát sen y ư, hát sen ư si kết sơ yo là ư, hát sen ư sớt sơ yo không nha. Danh từ đi khác, động từ đi khác, và chỗ này cũng thế. Bập bư si kết sum ni tà hoặc là bập bư sim ni tà hoặc là bập nhầm nhắc nạp bư sớt sum ni tà, chứ không có nạp bư y sim ni tà hoặc là nạp bư về rồi gì đó, không có nha. Cho nên là đuôi câu liên quan đến danh từ, mình học liên quan đến danh từ như thế nào rồi. Bây giờ là đuôi câu liên quan đến động từ tính từ, nó chia vào đuôi câu như thế này. Chứ không có là đuôi câu kính ngữ isimita hoặc là isio như danh từ nhá. Cô nhắc lại một lần nữa, tại vì nhiều cái trường hợp nhầm, các bạn không xác định được đâu là tính từ, đâu là động từ, cho nên là đôi khi mình nói câu nó vẫn bị nhầm. Đó là động từ tính từ chia đuôi câu kính ngữ ở dạng quá khứ, hiện tại và tương lai.
À, đuôi câu kính ngữ đây dùng để làm gì? Dùng để nói với ông bà cha mẹ đấy, nó cũng giống như danh từ dạng đuôi câu kính ngữ. Thì bây giờ cô sẽ cho tầm 3 động từ, 3 tính từ. Các bạn chia cho cô rồi xong cô gọi đọc lên nha. Nếu như ok, cô sẽ đi đến cái đuôi câu tiếp theo, đó là đuôi câu tôn kính trang trọng. Bây giờ cô sẽ cho những từ mà mình học hôm qua, mình học động từ gì cô sẽ cho vào đây nha. Cho các bạn liền luôn. Hôm qua lại có đi này, có đến này. Bây giờ cô cho từ đi, từ đến nha. Đi sa tạ, đến ô tạ. Các bạn chia 3 hình thức cho cô: đã đi, đang đi và sẽ đi, đã đến, đang đến và sẽ đến. Chia 3 cái cho cô nha: quá khứ, hiện tại, tương lai. Thằng này cũng thế, quá khứ, hiện tại, tương lai. Rồi, cô thêm một từ mà nó có bát chim nữa, đó là từ từ gì đây? Để cô một tí nha. Rồi bây giờ cô cho từ mọt tà đi. Cũng chia 3 thì cho cô. Ở đây cô cho một số tính từ, cũng 3 tính từ. Bây giờ cô cho tính từ che mi tà đi. Cũng chia 3 thì ở dạng đôi kính ngữ nha. Rồi bây giờ cô cho từ nữa là từ mạnh tà đi, nhiều. Rồi bây giờ cô cho một từ cuối cùng nữa, đó là cô cho từ che mi hợp tà đi. Có che mi tà, có bây giờ che mi hợp tà. Có bắt chim hết rồi, bây giờ cho từ không có bắt chim đi. Từ ba bư tà đi, là bận đấy. Ở trong từ vựng không có, nhưng mà cô cho thêm vào, các bạn nếu biết thì thôi, còn không biết thì ghi vào. Ba bư tà, bận rộn. Đấy, cũng chia hiện tại cho cô. Bây giờ cô cho các bạn 2 phút nha. Cái này là chia nhanh mà. Nó không phải câu. Đây là các bạn chia nhanh. Chia đuôi câu thôi.
Rồi bây giờ cô ok để chơi cô gọi các bạn ta đặt lên nhé. Thì cô nói cái này chia rất nhanh, có xác định bắt chia bao chia mà từng thì có đó, nãy giờ mình có ghi gọi hết rồi. Thì bây giờ lớp mình có bạn nào tên Nguyễn Thị Thảo Linh không? À, bây giờ Thảo Linh đọc cho cô từ đầu tiên đi Linh. Have à? Quá khứ hiện tại. À. Linh làm xong chưa? Ừ, thay gì đây? Khá sơ sơ mì ta. Ok, hoặc là khá sơ sơ dầu thì cũng được nha. Tiếp theo. À, khá xe hoặc là khá sim nghi tài gì cũng được nha. Tiếp theo. À, khá si kết sơ dầu không có bát chim thì đi với si kết sơ dầu. Rồi, ok. Lên tiếp theo từ ô ô tà. À, Diễm Quỳnh đi. Bạn Diễm Quỳnh. Ừ. Ô tà là gì đây? Ô sát sao à? Để cô một từ từ nha. Ừ, để cô một tí. Cô viết cách cách cả để cho dễ. Đây khả si cách sao à? Đây cô một tí nha. Cô ghi xa xa để các bạn nhìn nha. Ồ, sao sao à? Tiếp theo. Ô xe hoặc là ô sim ni. Ô sim ni đà. À, vậy cũng được nha. Tiếp theo. À, ô si kết sơ. Ô si kết sơ à. Ok. Rồi bây giờ từ tiếp theo. Bây giờ bạn có bạn nào tên Mai không? Trúc Mai hoặc là Mai Trúc. À, em làm xong chưa? À, đúng rồi, là từ gì? Tiếp theo là từ gì nữa nhỉ? Tiếp theo là cô cho. Tiếp theo là cô cho động từ gì nữa nhỉ? Jimmy à? À, còn không, 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 không. Còn một từ nữa, một tà, một tà. À, đúng rồi, một tà nha. Rồi. À, một cư sát sùng nì ta. Rồi, tiếp theo. À, bây giờ cái hiện tại thành một gì đấy? Một cư sim ni. Một cư sim ni. Ni tà hoặc là một cư xe. Tiếp theo. À, một cư si kết nha. Si kết. À, một cư si kết Sunita hoặc là cái sơ giờ vẫn ok. Bây giờ mình đang chia ở dạng kính ngữ, chưa có a ơ vô, chưa có gì hết, một coi rồi hết. Bây giờ đang ở đuôi kính ngữ, chưa đi đến đuôi lịch sự thân thiện hoặc là đi đuôi Sunita, Sunica gì hết. Tí nữa mình sẽ đi sau. Ở đây là đang đuôi kính ngữ nói với ông bà cha mẹ, đối tượng giao tiếp của mình. À. Rồi bây giờ còn từ Chemita, Mạn Tà, Nạp Tư Tà. Bây giờ Nhung, có bạn nào tên Nhung không? Ngô Thị Nhung hoặc là Nguyễn Thị Nhung gì đó cô nhỉ? Chami Ita có Nhung không em? Có em nào tên Nhung không?
không có đúng không? Nhung đọc cho cô đi. Chemi isu sub sumita có bát chim thì mình thêm ư và cộng với sub đi với sumita và seo. Rồi tiếp theo. Chemi isu simni isu simnita. Viết là ship nhưng mà đọc là sim. Những đôi câu đi tả đi cá này. Tiếp. Chemi isu si kết sumni kết sumni ta ok. Rồi bây giờ tiếp theo, Hương có bạn nào tên Hương không? Nguyễn Thị Hương hoặc là Phạm Thị Hương. Rồi bây giờ cô ghi ra như thế này, em chia lưu được không? Ok. Có gì xem bài sau nhé. Bây giờ cô có bạn nào tên Thanh Xuân không? Nguyễn Thanh Xuân. Xuân làm xong chưa Xuân? Bây giờ Xuân đọc cho cô đi, từ tiếp theo là từ gì đây? Chemio ta tiếp theo. Chemio su sot sumnida. Rồi tiếp theo nữa. Chemio su simnida. Rồi tiếp theo. Chemi op su su kết sumnida hoặc là kết soyo. Rồi ok, các bạn chia đúng hết rồi đấy, cô chỉ ghi câu của các bạn thôi. Quá khứ đi với cái gì thì mình đã có ghi rõ hết rồi. Tương lai đi với cái gì thì mình cũng có đi ghi rõ hết rồi. Hiện tại đi với cái gì thì cũng ghi rõ hết rồi. Quá khứ hiện tại tương lai đi như thế nào? Ở dạng đuôi kính ngữ này. Có bát chim hay không bát chim? Chỉ xác định có bát chim không chim rồi ở phía sau mình chia. Người ta chia ngữ pháp như thế nào mình chia như thế. Ở đây là dạng đuôi kính ngữ. Còn bây giờ cô sẽ cho các bạn thêm một dạng ở đuôi thấp xuống hơn nữa, để nói trong trường hợp nào? Nói trong trường hợp tôn kính trang trọng, giao tiếp với công ty, giao tiếp với những người gì đây trên hơn mình, hoặc là tỏ vẻ gì đây tôn trọng trang trọng trong cái tình huống đó, mình dùng đuôi câu đó để giao tiếp cho nó phù hợp. Kính ngữ như cô nói ở đây là dạng kính ngữ này, dùng cho ông bà cha mẹ, đôi khi các bạn ít dùng như thế này nhưng cũng phải học cho biết. Để trong trường hợp mà mình giao tiếp với người lớn rất là nhiều, trong trường hợp mà đời sống hàng ngày mình, hoặc là viết cái gì liên quan đến người lớn, nói cái gì liên quan đến người lớn, để mình thể hiện sự lịch sự và lễ nghĩa, lễ nghi đó, mình cũng phải viết. Nói với ông bà cha mẹ, nhiều người khó tính họ bắt mình phải sử dụng kính ngữ đó. Nói không họ không chịu đâu. Đấy. Đó, bây giờ là đuôi kính ngữ ok rồi nhá. Các bạn làm đúng hết. Cô chỉ là gì đây? Ghi câu của bạn lên thôi. Mà có gì không hiểu phải hỏi ngay nha. Hoặc là về làm bài đấy, có gì không hiểu cứ hỏi cô, hoặc là hỏi qua nhóm, cô sẽ trả lời. Tiếp theo cô sẽ cho các bạn đi một cái đuôi câu mà động từ tính từ nữa. Đó là dạng tôn kính trang trọng như hồi nãy cô nói. Tôn kính trang trọng thì để dùng trong giao tiếp trong những trường hợp nào thì để cô nói đấy. Trong lĩnh vực các bạn thi vấn đáp này, các bạn nói với những người cấp trên trong cái tình huống mà gì đây, tôn kính trang trọng, nói với những người mà bắt đầu các bạn chưa quen biết nhưng mà họ lớn tuổi, hoặc họ có chức vụ cao hơn mình, họ làm cái gì đó vân vân. Ở đây các bạn nên sử dụng tôn kính trang trọng dành cho thầy cô vân vân.
Thì ở đây nó sẽ chia như thế nào? Nó chia khác với đuôi kính ngữ. Đó, nhớ nha, trong trường hợp này nói với người này ông bà cha mẹ lại dùng đuôi này. Trong trường hợp nói với gì đây? Trường hợp công ty nói với giám đốc lại dùng cái đuôi khác, nhưng mà chỉ một nghĩa thôi. Vì sao anh này lại nói là một cái simnita? Vì sao anh này lại nói là một một sumnita? Vì sao anh kia lại nói là một koyo? Đó. Vì tùy theo cái đối tượng giao tiếp đó là ai họ thể hiện những cái đuôi câu này để thể hiện sự lịch sự, kính trọng hay là kính ngữ. Thì ở đây, ở dạng đuôi tôn kính trang trọng này, nó cũng có quá khứ, hiện tại, tương lai, động từ cũng chia như thế. Khoa cơ. Động từ, tính từ thì quá khứ ở dạng đuôi tôn kính trang trọng này thì nó sẽ đi với cái gì đây? Đi lên cao đây cho dễ thấy. Khoa cơ thì có, nó cũng có nghĩa là đã, ở thằng này nó cũng có nghĩa là đã, quá khứ xảy ra rồi, hành động gì đã xảy ra rồi, và tính từ cũng thế. Thì ở đây khi đi quá khứ nó sẽ đi với áp dứt và cộng với sum này ta. Động từ, tính từ kết thúc bằng AO. Ở đây nó không xếp bắt chim nữa, mà nó xếp nguyên âm. Động từ, tính từ kết thúc bằng AO thì các bạn thêm Aksumita. Động từ, tính từ kết thúc bằng Ơ, U, Y hoặc những nguyên âm còn lại thì nó đi với Otsumita. Động từ, tính từ kết thúc bằng Hata, nó sẽ đi với Het và cộng với Sumita. Bây giờ cô ví dụ từ hồi nãy cô có từ một tà. Bây giờ cô không chia về đuôi kính ngữ để nói với ông bà cha mẹ nữa, nhưng mà tình huống của cô bây giờ là ở dạng tôn kính trang trọng rồi. Cô muốn nói ở dạng tôn kính trang trọng thì cô không sử dụng đuôi kính ngữ nữa, bỏ qua một bên. Bây giờ muốn sử dụng đuôi này thì như thế nào đây? Bây giờ một tà, bỏ tà đi, kết thúc bằng ơ, u, y và những nguyên âm còn lại thì mình thêm gì? As. Ờ nhiệm nhé, Osumita. Thì thằng này có phải là ơ không? Một tà, mờ ơ à, kết thúc bằng ơ, cho nên cô dùng một Osumita. Đấy, đã ăn. Hồi nãy đuôi kính ngữ nói với ông bà cha mẹ thì mình phải nói gì đây? Ở dạng quá khứ mình phải nói là một cư Osumita. Nhưng ở trong trường hợp tôn kính trang trọng cũng là một nghĩa, nhưng mà thằng là cư sách, một thằng là một có sinh ta. Đó, nó cũng giống như danh từ đuôi kính ngữ, đuôi tôn kính trang trọng đó. Vì sao anh kia cũng có một từ ăn mà anh kia lại nói với bà kia là nói là một cư sách sinh ta, và nói với cái ông kia lại nói là một có soyo, và nói với chị kia lại nói là một có sinh ta, vân vân. Tại vì người ta chia từng đuôi câu để người ta thể hiện sự lịch sự đối với đối tượng người giao tiếp của họ là ai. Đấy, tiếp theo, bây giờ cô có từ mạnh tà, tính từ, nhiều, cũng chia về như thế. Mạnh tà, bỏ tà đi, nếu kết thúc bằng AO thì cô thêm gì đó? Asumida. Thằng này có phải là kết thúc bằng A không? Đây, ngam A này. Thì cô sẽ cho vào gì đây? Mạnh asumida.
theo. Bây giờ động từ tính từ kết thúc bằng hata, như hồi nãy cô có iaki hata hoặc là untong hata. Thì bây giờ untong hata, nếu động từ tính từ kết thúc bằng hata thì các bạn thêm gì đâu? Hetsum ni ta. À, thì ở đây sẽ trở thành là untong hetsum ni ta. Đồng từ tính từ kết thúc bằng hata thì các bạn chỉ việc thêm vào hetsumita. Untong hetsumita. Iyaki hata trở thành iyaki hetsumita. In hata in hetsumita. Đấy. Hồi nãy in ha sesumita, in ha sesoyo thì đó là cái câu giao tiếp đối với người khác, ông bà cha mẹ. Nhưng ở đây là dạng giao tiếp khác nữa, đối tượng khác nữa. Đó, Việt Nam mình chỉ ạ vâng là xong. Ông bà cha mẹ cũng thế, vâng là hết. Giám đốc giám viết gì cũng thế, là hết rồi, vâng là gì lịch sự lắm rồi. Nhưng ở đây tiếng Hàn không thế. Trình độ lịch sự của mình phải thể hiện qua những đuôi câu này. Đó, rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn thêm một số từ để mình chú ý nha. Bây giờ nó có một số từ như thế này nè, nó gắn ghép với nhau như thế này nè, để sau này các bạn chia cho hợp lý ha. Chỗ đuôi a ơ này thì nó hơi chia nó hơi dài một tí xíu. Ví dụ như mình có từ kha tà, bỏ tà đi, đáng lẽ ra kết thúc bằng a thì mình thêm a là kha asmita, đúng không? Nhưng trong trường hợp này hai chữ a mà nó gặp nhau thì người ta sẽ lược bỏ một chữ a, người ta sẽ lược bỏ chữ a đi, lược bỏ một chữ a đi thì người ta sẽ không ghi là kha asoyo mà người ta chỉ ghi là rồi thôi. Trong trường hợp chú ý có thể gạch hoặc là gạch chống chéo gì đấy. Đó, và từ cha tà cũng thế. Đáng lẽ ra là cha asoyo có thức bằng a mà thêm đế asoyo. Cha asoyo mình nói như ai nhầm, cha asumita là mình nói như thế đúng không? Nhưng cũng giống như thằng tha tà này. Đây, a với a. Cha asumita nó dài quá, người ta sẽ lược bỏ đi một chữ a và người ta sẽ ghi chỗ này thôi, lược bỏ một chữ a, người ta sẽ còn ghi là cha asumita thôi, người ta sẽ ghi là a gì trong đây hết nha. Đó, rồi tiếp theo một số từ như từ sa tà cũng thế. Đáng lẽ ra là sa asuyo cũng như những thằng này thôi, nhưng vì sao? Nhưng vì là hai chữ a này sa asuyo, người ta sẽ không nói sa asuyo, cha a nói sa asuyo hết. Vì sao? Vì người ta sẽ gom lại, gộp lại luôn hai chữ a này gộp lại với nhau, hoặc người ta nói là lược bỏ đấy. Thì ở đây nó sẽ trở thành là sa này luôn, sa sumita. Đó, mạnh na tà cũng thế. Đó, rất là nhiều trường hợp. Sau này mình nhìn trường hợp này mình nhớ nha, mạnh na tà kết thúc bằng a mà cũng thêm là gì đây? Đó, lý do mạnh na asumida. Nhưng mà vì sao hai chữ a người ta gộp lại một luôn, a với a as này, mạnh na asumida, nói dài dòng người ta sẽ nói là gì đây, khó hiểu, nói ra nó rất là khó. Thì thay vì như thế người ta là gộp lại nó luôn, đưa câu luôn. Những thằng khác thì chia về bình thường, như đối với những thằng này a với a này, đó, người ta gộp nó thành một chữ a luôn. Thì ở đây sẽ thành là mạnh natsumida. Đó, mai mốt đừng chia là kha asumita, đừng chia là cha asumita, và cũng đừng chia là satsumita, người ta gộp lại hai chữ a lại luôn nhá. Gộp lại đây đây, nó sẽ ghi như thế này thôi, đọc như thế này, nói như thế này.
Hả? Đó là dấu cộng thứ nhất đối với những từ cần chú ý. Đôi lúc các bạn đã biết rồi, cũng có những bạn đã biết, nhưng mình sẽ đi từng ly từng tí cho nó chắc hơn. Cũng có những bạn đôi khi cũng còn mình chưa hiểu lắm, thì là gì đây, mình học lại cho chắc. Biết rồi thì học lại cho chắc, còn chưa hiểu thì đi từ từ. Nhưng đối với một số trường hợp như thế này này, ví dụ như mình có từ chắc chặt tà là nhỏ đúng không, thêm a vào thành là gì đây, chặt ta sum ni tà. Những thằng này nó đi cũng đi với a và kết thúc bằng a, tại sao là không mất nó đi, tại vì nó có bắt chim. Hai chữ A đi với nhau mà những từ này nó không có bát chim thì người ta sẽ gộp nó trở thành là gì đây? Thành khác này luôn. Đó. Nhưng mà cái thằng A này thì thêm vào bình thường, tại vì cái từ này nó có bát chim, cho nên là các bạn thêm vào và các bạn luyến đọc lên bình thường. Chẳng ca sờ dò. Chứ bây giờ cô nói là hai chữ A gặp nhau, các bạn nói hai chữ A gặp nhau gom thành một chữ A luôn, thì ở đây các bạn cũng để là chắc sumi tại như thế này nên không nhá. À, cái này nó kết thúc bằng a nhưng mà các bạn phải nghĩ lại, đây nó có bát chim ở đây thì các bạn không gộp lại được, trừ khi nó không có bát chim như từ kha tà cha tà sa tà mạnh na tà này thì mình gộp lại mình ghi như thế này được, nói như thế này được. Nhưng chắc tà này nó có bát chim mà, có thằng bát chim như thế này thì không gộp gộp lại nó thì để cái hai bát chim này đâu, thằng ca này đâu. À, cho nên là những cái từ mà có bát chim nó đi với a, có bát chim chia vào bình thường, chia bình thường có những cái từ này thôi. Mạnh na tà cha tà nó không có bát chim thì mình gộp lại mình để hai cái chữ s thằng dưới được nè. À, người ta gộp lại ta nói như thế, nhưng đối với những từ này thì không gộp lại, ngang chia bình thường thôi. Mình gộp lại thì mình để hai chữ s này đâu, không để được. À, phải chia bình thường. Ở đây ví dụ từ mạnh tà hồi nãy cũng thế, kết thúc bằng a thì bỏ tà đi, đi với a bình thường. Mạnh nát sum ni đà. Đó. Chứ mình thấy à cô nói hai chữ a gộp lại biến mất thành chữ a thôi, mình ghi luôn thì hai chữ s này mình ghi đây thì nó không thành chữ gì cả đâu. À, nên những từ mà nó có bát chim thì các bạn chia vào bình thường. Đi với a nhưng có bát chim thì vẫn chia về bình thường như cũ. Nhưng đối với những thằng không có bát chim này, kha tà này, cha tà này, nó không có bát chim này, không có chim gì hết, thì các bạn ghép lại mới thành gì đây, để hai chị đây phụ âm xuống dưới được này. À, à, chỗ này cũng để phụ âm xuống dưới được này, sa tà này, à, mạnh na tà cũng thế này. Còn thằng này không ghép được tại vì đâu đã có phụ âm rồi, thì bây giờ các bạn thêm nữa là thêm từ này viết ra hai chữ này ở đâu đây, không thêm được nha. Nhớ trong những trường hợp này cô nói hai chữ a ghép được mà cô tại sao chỗ này nó không ghép được, là vì như thế này này. Đó, tránh những trường hợp như thế này nha. Rồi tiếp theo nữa, cái dấu gạch thứ hai đối với những cái chỗ này, đối với những từ nó có thể ghép lại với nhau được luôn, o với a ghép được với nhau. Như những từ gì đây? Ví dụ như cô có từ bô tà và từ gì đây? Ô tà. Kết thúc bằng ô a thì mình thêm là gì đây? Bô a sum ni tà đúng không? Ở dạng quá khứ. Hoặc là gì đây? Ô kết va là ô a sum ni tà đúng không? Nếu như theo ngữ pháp. Như những thằng này người ta sẽ gộp lại luôn, tại vì mình có cái nguyên âm O và A vẫn gộp lại bình thường là thành qua đấy. Thì ở đây người ta sẽ không ghi bô a sum ni tà, người ta gộp nó là thành âm này luôn, O A luôn, ghép cái thằng này lại luôn thành ba sum ni tà luôn. Đó, những nguyên âm ghép đôi đấy,
OVA này ghép lại luôn, không ghi như thế nữa mà ta sẽ ghép lại luôn thay vì dài dòng, nói cũng dài dòng mà viết cũng dài dòng. Người ta sẽ ghép lại thành Watsumita luôn. Đó. Chứ không có O A và gì đây. Boat mơ mốt mình nói cũng thế nha, không có O A Sumita mà phải là Watsumita nha. Những từ này người ta đã ghép lại mặc định cho mình dễ nói dễ đọc và người ta cũng đọc như thế, thì các bạn chia về như thế nha. Đó, đó là một số chú ý về thằng này. Rồi bây giờ có một cái gạch thứ ba nữa. Ví dụ như cái từ bây giờ U với Ơ cũng có thể kết hợp với nhau, như là cái từ gì bây giờ cô cho cái từ gì U Ơ đây. Chẳng hạn như cô có từ PU tà đi, PU tà với công bu ha tà bằng nhau đều là học. Công bu ha tà cũng là học, PU tà cũng là học. Nhưng bây giờ có một dạng là PU tà đi, PU tà là học dành cho tất cả nghề nghiệp cũng là học nha. PU tà này cô cho thêm, nó không có trong bài nhưng cô cho thêm từ vựng. Bây giờ kết thúc bằng U, Ơ, Y và những nguyên âm còn lại thì mình thêm Otsumita đúng không? Đáng lẽ là PU Otsumita. Nhưng U với Ơ ghép lại được với nhau, mình có những nguyên âm ghép đôi như là qua này, que này, quơ này, thì người ta sẽ không ghi như thế, người ta ghép lại nó luôn. Đó là người ta sẽ ghép thành là về quân xung đi ta. Người ta sẽ không để như thế, người ta sẽ ghép lại nó là về quân xung đi ta. Đó, cho nên là có một số trường hợp nó chia như thế chứ không phải thằng nào cũng ghép được đâu nha. Không phải thằng nào cũng ghép được đâu. Cho nên là trong những trường hợp mà A với O với A là thành qua, mình có những nguyên âm ghép đôi đấy các bạn. Thay vì mình nói là Boat thì mình có Bat, O với A ghép lại thành nhau thành What. Và gì đây, A đây O với A cũng ghép lại với nhau. Và mình có nguyên âm U với Ơ là Quơ đấy. Mình có học những nguyên âm và những phụ âm hết rồi đấy. Những nguyên âm ghép đôi như là Quơ này, U với Ơ này, Ư với Y này, đó, những em nó ghép đâu lại nhau được đấy. Đó, thì ghép đâu vào chứ không phải cái nào cũng ghép được nha. Đó là những trường hợp chú ý mà có lẽ các bạn đã biết rồi, nhưng mà cô nói kỹ là một chú ý để sau này mình chia cho hợp lý nha. Cô cho rồi nên là cô chấm bài. Cô sẽ không mong muốn các bạn trong những trường hợp này các bạn chia nó bị sai, tại vì cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần ạ. Cho nên là các bạn nghe chú ý nha trong những trường hợp này. Và cái chú ý cái gạch thứ ba để chia những cái thằng này về đuôi a ơ Adyasumita này, thì có một trường hợp nữa ở đây cô bôi chỗ này ghép lại được nữa, đó là mình có từ Masita đúng không các bạn, kết thúc bằng i o u i đi, những âm còn lại thì mình thêm ơ. Đáng lẽ ra ở đây mình ghi mã si ớt xung ni tà. Nhưng mà y với ơ này ghép lại với nhau luôn, y với ơ ghép lại thành dơ. Đó, thì chỗ này y với ơ ớt này, si ớt này ghép lại với nhau thì thành dớt này luôn. Thì người ta sẽ không ghi là mã Siosumita và người ta sẽ không đọc là mã Siosumita, người ta sẽ ghép lại luôn thành này đây. Ở đây người ta sẽ ghép mã Sosumita. Đó, Iveo này ghép lại với